Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn dùng đất nha. Đất trồng sen đá xương rồng. Đất thì gồm có một số thành phần như sau. Đây là xơ dừa nè. Hay là chấu lúa. Đây là phân bò đã ủ. Phân bò đã ủ với cho chấu. Đây là bên này là đá vermot. Đây là perlite hay gọi là đá trân châu. Đấy. Thường thì những cái như là cho chấu, sơ dừa, phân bò thì các bạn có thể tới những tiệm cây cảnh hoặc là bán rau đồ á, bán cây rau, cây giống rồi thì sẽ có bán những thứ này. Còn đối với hai loại đá này thì sẽ tùy nơi, có nơi có, nơi không. Các bạn có thể lên Google và gõ đá trân châu thì nó sẽ hiện ra. Còn nếu bạn nào, chỗ bạn nào mà không có những loại đá như thế này thì mình có thể thay thế bằng sỉ than tổ ong đập nhỏ như thế này. Đấy. Sỉ than tổ ong thì mình nghĩ ở đâu cũng có thôi. Mình có thể tới những cái tiệm bán bún, phở, cơm đồ, người ta sẽ đốt và còn dư lại cái sỉ than đó. Mình sẽ xin họ lấy về, tại cái đó thì cũng không ai sử dụng đến nữa. Đó, xong rồi mình xử lý và mình đập nhỏ như thế này là mình có thể thay thế cho hai loại đá này. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp đất đá này vào thì mình sẽ được đất trồng cho sen đá xương rồng. Đây mình sẽ trộn lên nhé. Đấy. Đây là đất sau khi đã trộn xong nha. Đó, khi các bạn mà trộn xong á, mà bóp lại thả ra mà đất nó bung ra thì là, lúc đó là đất đạt yêu cầu là tơi xốp để cho sen đá xương rồng thoát nước tốt. Đó. Đấy nha. Chứ vấn đề lớn nhất của sen đá xương rồng đó là thoát nước để tránh bị ngập úng, nên là mình phải trộn như thế nào cho nó tơi xốp như thế này. Đó, khi mình bóp lại mình thả ra là đất nó sẽ bung ra nè. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các những video tiếp theo.